Rất vui mừng khi gặp lại quý vị và các bạn trong clip giới thiệu sản phẩm của Huấn Audio. Trước mắt các bác là bên em sẽ giới thiệu một mẫu kèn mới, mẫu NL450, một trong sản phẩm có trên thị trường từ khá lâu nhưng bên em thì chưa có. Một con kèn với cái đít nhôm, trông cũng khá bắt mắt. Công suất đánh tối đa là 60W, trở kháng 8 ohm, và model của nó là L120-4, sản phẩm của N Audio. Kèn có mặt bích sáng và dòng gen xoáy. Em đã tháo ra này để mà anh em mình xem này. Đây là cái cốc bằng nhôm, và côn kèn. Côn kèn là côn 44. Những cái dòng mà kèn mà côn 44 như này thì người ta, anh em hay trên thị trường hay gọi là kèn 450. Và cái viên nam châm, cái đường kính cắt ngang của nó là 11/8. Anh em hay gọi là kèn, cái viên nam châm này là viên châm 12cm đấy, thì nó cũng xem là 12. Và sau đây em sẽ test nhạc để mời anh em mình đánh giá chất lượng âm thanh. Em sẽ test trực tiếp tại chỗ đây để cho anh em mình cùng nghe. Khi anh em chơi ngoài cái dòng kèn này này, thì bên em có cả phễu anh em nhé, phễu nhựa. Thì em có báo giá cả kèn cả phễu luôn để mời anh em mình tham khảo về giá. Cái này chất lượng kèn thì hay dở thì sẽ được em test như thế này, thì không có chuyện anh em nghĩ là nó lồng nhạc đúng không? Em sẽ dí vào nó mới nói. Mời các bác mình đánh giá chất lượng. Bỏ ra này. Bỏ này. Và vừa rồi quý vị và các bạn mới nghe bên em thực hiện xong một đoạn test nhạc ngắn. Quý vị cảm nhận thế nào? Hãy cho ý kiến bình luận về dòng kèn EL này. Và về giá bán, với một đôi củ kèn không là 850 và được bao ship toàn quốc, anh em mua thì được tặng là hai căn tụ, hai tụ và hai chở. Và khi các bác mua chọn bộ cả kèn cả phễu là 1.050.000 thì được tặng 4 tụ anh em, 4 con tụ và 4 con chở. Đấy anh em mình sơ cua một bộ. Có nghĩa là nhiều anh em khi em bên em tặng thêm hai con ấy thì các bác cứ hỏi là đấu cả hay gì. Thì trong clip này em giải thích luôn là các bác chỉ đấu như vừa rồi em đấu thôi.
Nên là mỗi kèn anh em chỉ đấu một tụ và một trở mà thôi, còn một bộ thừa các bác phải sơ cua. Để được tư vấn và mua sản phẩm này, anh em gọi điện trực tiếp cho bên em qua số máy 0904 61 2323 và chào tất cả quý vị các bạn.